Ngon không? Ngon quá không vậy? Quá. Quá ngon. Hồi nãy giờ quên ngủ Hủ Nga nha. Dạ. Trời ơi. Hủ Nga nó ăn không mời mình, Hủ Nga lên ăn sầu riêng với mẹ Hủ Nga ơi. Mẹ giống như kiêu dông á. Dạ. Lên ăn là còn ngon không? Quá ngon anh em ơi. Trời ơi, chị Xuyến ăn ngon quá. Ngon rồi. Quá vậy mày. Thiệt không giấu anh em á, thèm trái sầu riêng lâu lắm mà không ăn. Thèm không có tiền ăn ha. Ừ, ngán tiền. Không phải không có mà mình ngán á. Ngán tiền ha. Chiến thì xô hưởng ha. Dạ. Ngon quá anh em. Quá ngon. Ăn hồi mà mấy cái hộp rồi là... Luộc luôn, luộc chấm luôn. Luộc luôn. Ăn là không bỏ luôn mà. Bao địch luôn á. Cái hộp sầu riêng này ăn được nè, phải không khán giả? Đúng rồi, ngon luôn. Tụi cho em gửi lại và em cảm ơn anh cũng ủng hộ cho em 2 trái sầu riêng nha, anh rất là mua ngon luôn. Rồi mới mốt này em nói anh là Khánh ăn em có thể ăn được 5 trái đó. Có gửi thì em gửi nha. Dạ. Gửi 5 trái, gửi 2 trái ăn không đủ. Sao gửi 5 trái cho em? Tại thức ăn của em biết. 5 trái bằng hết á, quá ngon. 2 trái sầu riêng ăn trong vòng có mấy em chào khán giả trong nước ngoài nước ha. Bữa nay không tự nhiên có anh đại gia ngoài thành phố á. Ảnh coi trên mạng đó, rồi ảnh thấy thương, ảnh gửi cho mình 2 trái sầu riêng nè khán giả. Rồi quá đã vậy. Dạ. Rồi để giờ để mình ăn thử coi ngon không ha. Ăn thử coi nó ra làm sao. Dạ. Hấp dẫn quá cô chú anh chị ơi. Dạ. Đó. Trời ơi, quá đã rồi. Cái muối nó nè khán giả, Nam Mô Di Phật. Quá đã rồi. Dạ. Từ từ đi con, từ từ đi mẹ cho. Từ từ mẹ cho ha. Rồi. Giờ từ từ đi mẹ cho. Nè con Quyền nè. Rồi con Như nè. Ăn xong rồi đi rửa tay ha. Đua nghe, đua với mẹ nghe. Dạ. Rồi. Rồi ngon quá nè khán giả. Dạ, em mời khán giả ăn sầu riêng với em. Rồi. Mời khán giả trong nước anh chị em mình ăn sầu riêng với mình nha. Để ăn thử cái trái sầu riêng của ông đại gia này cũng cho coi nó làm sao. Nào. Ngon quá khán giả. Ngon quá đã rồi. Ngon mà nó thơm hết sức rồi. Quá ngon. Đóng tắt đi con. Mời em gái, chị em gái mình ăn sầu riêng mình em ơi. Dạ. Cảm giác sao chị Xuyến ơi? Trái sầu riêng này, trái sầu riêng xịn. Xịn ha. Xịn. Anh đại gia nào mà tốt quá. Dạ. Ông là phải liên tục gì đó. Dạ. Chị ăn sầu riêng mà giống như ăn hủ tiếu vậy đó. Biết bao lâu thèm sầu riêng mà không ăn, dám ăn trái sầu riêng luôn á chàng. Anh đại gia này biết ý ha. Dạ. Tặng 2 trái này quá dữ rồi. Quá đã rồi. Như thèm sầu riêng lâu lắm mà không có ăn, dám ăn luôn á. Ngon ngon Như. Dạ. Ngon nha. Trời. Ngon không? Chị Xuyến thèm sầu riêng lâu lắm rồi mới được dạ. Ăn nè. Nay ăn liên tục luôn. Dạ. Ngon quá khán giả ơi. Trời ơi. Trời ơi. Ăn không kịp thở luôn. Quá ngon. Chép quá chép rồi. Rồi chị ăn hết hai trái này không chị Xuyến? Dạ chắc hết. Hết đi ha. Dạ, thấy ngon mà. Thấy quá ngon nè. Ồ muối kìa. Dạ. Muối nó ngon hết trời. Hai tay cầm hai muối luôn. Mấy học luôn rồi. Ừ. Quá đã. Quá đã, lâu lâu được ăn sầu riêng quá đã của chú chị ơi. Quá sướng rồi. Công nhận cái số chị sướng là số số hưởng luôn á. Dạ. À, ngon. Lâu hết sức rồi mà thèm mà đâu có ăn đâu. Hết anh đại gia này tặng hết anh đại gia khác tặng rồi. Quá trời cung tay hết trơn. Tặng những món tặng những món mà thích không luôn á. Ôi. Quá ngon khán giả ơi. Học mít này ngồi dạ. Học tàu riêng này ngồi cái mình lấy ra mình nướng luôn. Từ từ chị Xuyến hả? Từ từ còn dạ. Nghe mà. Quá ngon. Dạ. Hình như học tàu riêng này ăn được. Con học ăn đi hồi con rửa tay. Muối gì? Muối quá trời muối rồi. Ăn đi nè Như, cho con thêm miếng nữa nè Như. Nè. Ăn đi con, hết đó rồi. Ăn hết rồi hay rửa tay. Ngon quá khán giả ơi. Quá ngon. Thơm quá con. Quá đã này ai trái không thấp rồi cái này mình nói chứ ăn 5 trái ăn cũng hết. 5 trái luôn hả? 5 trái luôn ha. Ôi sầu riêng gì chị Xuyến? Sầu riêng gì vậy? Nghe nói là như sầu riêng ghi 6 hay gì đó hay là chuyên thái gì đó sữa nhưng mà sữa hả? Sầu riêng này nãy ông anh nó nói sầu đưa cho nhỏ em gái nó nói sầu riêng gì quên mất tiêu ta. Sầu riêng gai.
một trái mà chị Xuyến ăn trong vòng có 1 phút 30 giây luôn à. Còn đây trái nữa này khán giả. Rồi. Dạ. Dạ. Quá thơm. Trời ơi thơm không? Ừ, ngon quá ta. Thôi ừ. Này hơi mùi hả? Chị Xuyến ăn thử như ăn tại như tại thiên nha, ngậm cái bỏ à. Dạ. Ngon quá khán giả ơi. Ừ. Kia thơm người kìa. Cái này ngon, trái này ngọt không? Ngon. Ngon hả? Dạ. Cái trái này ha mà mình nấu sôi á, mình để ngon không? Ừ, ngon quá khán giả. Quá. Quá ngon. Hồi nãy vừa quên ngủ khủng nga nha. Dạ. Trời ơi. Hủ Nga nó ăn không mời mình, Hủ Nga lên ăn sầu riêng với mẹ Hủ Nga ơi. Giống như kiêu dông quá. Dạ. Lên ăn là còn ngọt không? Quá ngon anh em ơi. Ôi chị Xuyến ăn ngon quá. Ngon rồi. Quá vậy mày. Thiệt không giấu anh em á, thèm trái sầu riêng lâu lắm mà không ăn. Thèm không có tiền ăn ha. Ừ, ngán tiền. Không phải không có mà mình ngán á. Ngán tiền ha. Xuyến thì số hưởng ha. Dạ. Rồi, này, này cũng còn hai trái rồi đó. Này cũng còn rồi. Còn cái này còn. 1 phút 30 giây thôi. 30 giây luôn à. Không, theo mình nãy tôi ăn hết 5 trái á. 5 trái luôn hả? Ừ. Vậy. Hết 5 trái luôn hả? Dạ. Dữ quá à. Ừ, ngon quá anh em. Quá ngon. Ăn hồi mà mấy cái hộp là luộc luôn, luộc chấm luôn. Luộc luôn. Ăn là không bỏ luôn mà. Bao địch luôn á. Cái hộp sầu riêng này ăn được nè phải không khán giả? Đúng rồi. Ngon luôn. Tôi cho á. Như. Như không ăn hả Như? Ừ. Ừ, kép lại. Ngon quá anh em à. Quá ngon. Quá ngon. Còn đây hai miếng. Cái này của con nè. Cả bếp, cả bếp. Cả bếp. Ngon nha. Ngon không? Ngon không? Chê rồi. Nè, không phải chê, ít ăn á. Ít ăn ha. Ừ, ít ăn sầu riêng thì không biết. Thì nó hơi nồng quá, sầu riêng nó hơi nồng. Vì Xuyến ăn gì quá ngon quá, ai cũng được ăn như chị đâu. Nên là rất là nhiều người ta cũng muốn ăn như chị đó, nhưng mà không được luôn á. Vậy như không biết ăn sầu riêng rồi. Ừ, không biết ăn sầu riêng rồi. Lâu lâu mới ăn lần thôi, không biết ăn. Quyền cũng không thích ăn sầu riêng á. Như cũng Quyền cũng không biết ăn sầu riêng. Quyền ăn gì vậy? Rồi để mẹ ăn luôn. Không, mẹ ăn luôn. Mời con chưa kịp phản ứng nữa, mẹ ăn rồi. Ngon quá nha. Mới có 6 phút mở hai cái sầu riêng 6 kg rồi. Ăn mà tay chân nhiều quá trời. Ừ. Ăn như chưa từng được ăn vậy đó. Tại vì ăn 5 trái cũng được. Phải vì hôm nay là ăn 2 trái sầu riêng. Quá ngon cũng đã rồi. Cái này mà em có tiền em mua 5 trái em ăn nữa đó. Rồi bây giờ là gom hộp lại chuẩn bị luộc luôn. Dạ. Sao vậy? Luôn. Quá ngon. Quá thì hấp. Ăn mới có 6 phút mà hết 2 trái rồi. Dạ. Cái này mà có tiền nó quốc 5 giá á. 5 giá luôn. Ừ. Trời ơi. Rồi, xong. Thì nói anh Gia nữa gửi thêm. Dạ. Gửi lại anh Gia. Anh Gia em gửi lại rồi. Em cảm ơn anh cũng ủng hộ cho em 2 trái sầu riêng nha. Anh rất là mua ngon luôn. À mới mốt này em nói anh là khả năng em có thể ăn được 5 trái đó. Có gửi thì em gửi nha. Dạ. Gửi 5 trái, gửi 2 trái không đủ. Sao gửi 5 trái cho em. Tại sức ăn của em biết. 5 trái ăn hết á, quá ngon. 2 trái sầu riêng ăn trong vòng có mấy phút bà? Dạ. 7 phút rồi hết tới 2 30 giây rồi. Anh mua ngay trăng ý em đó. Tay kìa chị Xuyến. Dạ. Em thèm. Nút đồ ở. Em thèm sầu riêng lâu lắm rồi. Mà thèm hết sức thèm không dám mua ăn á, thiệt ngán tiền như vậy cho nó. Mấy trăm ngàn cái đâu rẻ tiền. Dạ. Tinh tí rồi phải ngón tay gà, ngón tay gà tinh tí kìa. Ừ. Méo mà. Ngon quá nha. Tinh tí à. Dạ. Quá im rồi. Quá im rồi. Dạ. Rồi anh nhìn anh đi ra da anh nhìn anh cũng khoái rồi đó. Dạ. Quá im rồi. Tụi kia dạ. Ngồi rửa hộp cây nướng luôn. Quá ngon. Sao giờ hộp tính anh gì đây chứ đâu bỏ được. Cái hộp này à, em nghe nói hình như ta luộc ta ăn được ngon lắm đó. Ăn này là cái dạ. Cũng vui á. Nhỏ thì đem hơi khô luôn, em nấu nước uống luôn. Ngon quá anh ơi. Em cảm ơn anh nhiều, anh đại gia thành phố. Ừ. Bữa nào có đi nhớ ghé nhà em để mình lên trên đây cho anh em biết rồi anh em chỉ nhà địa chỉ rồi vô rồi mua cho em 5 trái nữa nha. Cho em sầu riêng đi, dạ. Hai em lại 2 trái bưởi. Ừ. Dạ. Ăn cái này là em thấy em ghiền rồi đó. Thơm mà nó ngon ngọt nữa. Dạ, mày. Rồi thôi, mua cái chân sở thích em luôn đó. Thôi chào giả đi chị Kiến ơi. Dạ em chào khán giả. Rồi. Lên quá xuống